thành người hùng của con gây ấn tượng tuần qua. Những khoảnh khắc khi cha trở thành người hùng của con. Đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc khi những người cha với phản ứng cực nhanh và mạnh mẽ như những siêu anh hùng để giúp con không bị ngã đau hoặc giúp con tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc khiến nhiều người thán phục. Thanh niên thản nhiên vào nhà lấy cắp đồ từ trên tay bé gái. Đoạn clip được camera giám sát ghi lại được cho thấy một thanh niên đi xe máy thản nhiên vào nhà lấy cắp chiếc máy tính bảng mà bé gái đang sử dụng rồi bỏ đi như chỗ không người khiến nhiều người giật mình vì sự manh động của những tên cướp. Đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc thỏa mãn cho người xem. Đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc và hình ảnh tạo cảm giác thoải mái và thư giãn cho người xem, khiến bạn khó có thể rời mắt. Phản ứng của người đàn ông tật nguyền khi được tặng chiếc xe lăn khiến nhiều người cảm động. Phản ứng đầy phấn khích, nụ cười sung sướng và giọt nước mắt hạnh phúc của người đàn ông dị tật vì bị bại não khiến nhiều người chứng kiến cảm động và cũng hòa cùng niềm vui. Xem cảnh sát dùng lưới để khống chế tên cướp có dao thay vì đối đầu trực tiếp hoặc sử dụng vũ lực để chấn áp cảnh sát thái lan đã sử dụng lưới để bắt gọn tên cướp có dao đầy hung hãn cô gái gặp họa khi quay livestream cảnh mình ăn sống bạch tuộc một nữ streamer người trung quốc đã quay trực tiếp khoảnh khắc mình ăn sống bạch tuộc tuy nhiên đã gặp một sự cố đầy bất ngờ và đau đớn khi con bạch tuộc phản đòn cô gái với màn biểu diễn nhào lộn ấn tượng và cái kết bất ngờ Cô gái thể hiện một màn nhào lộn ấn tượng trước ống kính máy quay. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ và hài hước đã xảy ra khiến nhiều người phải bật cười. Ngỡ ngàng với quá trình tạo kỹ xảo điện ảnh nhân vật Thanos trong phim bom tấn Avenger. Đoạn clip cho thấy quá trình tạo hình nhân vật phản diện Thanos trong phim bom tấn Avenger cực kỳ chi tiết và sắc sảo. Chết cười với những tình huống vui nhộn và đầy hài hước. Đoạn clip tổng hợp những tình huống vui nhộn và đầy hài hước khiến người xem phải bật cười một số mẹo hay để có được những bức ảnh chụp ấn tượng không cần phải nhờ đến các phụ kiện quá phức tạp hoặc các phần mềm xử lý ảnh một số mẹo hay trong đoạn clip có thể giúp bạn tự tạo cho mình những bức ảnh chụp đẹp và cực ấn tượng tê thùy